6 thói quen không tốt sau bữa ăn mẹ bầu cần tránh. Đối với các mẹ bầu, việc ăn uống phải hết sức lưu ý vì có thể ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Và sau đây là những việc làm mà mẹ bầu cần lưu ý sau bữa ăn để bảo vệ an toàn cho thai kỳ. Thứ nhất, sau khi ăn mẹ bầu không nên uống trà, vì điều này sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn. Thứ hai, không nên ăn trái cây ngay sau bữa ăn vì nó sẽ khiến cho mẹ bầu khó tiêu và khiến cho lượng đường trong bữa ăn tăng lên. Thứ ba, tắm ngay sau khi ăn no sẽ làm rối loạn quá trình tiêu hóa thức ăn, đặc biệt nghiêm trọng hơn nữa là nguy cơ hạ đường huyết đột ngột. Thứ tư, uống viên sắt ngay sau bữa ăn sẽ làm sự hấp thu của sắt bị giảm. Thứ năm, đi bộ làm việc ngay sau bữa ăn ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tiết dịch và hấp thu, làm rối loạn chức năng dạ dày. Thứ sáu, không nên nằm ngay sau khi ăn no, khiến cho hệ tiêu hóa không thể hoạt động trơn tru, thai nhi cũng khó mà nhận đủ dinh dưỡng các mẹ bầu hãy lưu ý những điều này nhé chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh